Tất cả các bạn đến với mua linh kiện.vn. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mạch tạo xung vuông. Mạch sử dụng nguồn 5V, chip 89S52. Sau đây mình xin test thử cho các bạn. Tần số thay đổi từ khoảng 0.5Hz đến 2Hz. Để tăng tần số, bạn có hai nút tăng và giảm ở đây. Nét ở đây là để báo tần số nhanh hay chậm. Khi mình tăng tần số thì độ nháy của nó sẽ nhanh hơn. Như thế mình đã test xong mạch tạo xung vuông. Các bạn sẽ nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.